Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ha. Em tên Nhã, quê ở Nga Năm, Sóc Trăng. Hôm nay em muốn giao lưu với cô chú anh chị phôi bông giấy ha, mai trắng thủy với khế ngọt. Giao lưu qua số điện thoại 0329646020, đó là số Zalo của con hay cô chú. Và đầu tiên là cây số 1 ha. Em xin lên cây phôi giấy Mỹ ha cô chú. Cây có dáng bài cô chú, để rồi chi tiết hay cô chú ha. Chiều cao là 64. Hoành thân là 30 ha. Cành bay là 29 ha cô chú. Cái củ là 68 ha. Độ cao củ là 41 ha cô chú. Cái quay giấy Mỹ mã số 1 này xin giao lưu với cô chú mình giá 1 triệu ha. Con bao phí ship toàn quốc ha cô chú. Rồi xin đỡ cây luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã số 2 nha cô chú, là cây mai chú thủy da đen lá lớn ha cô chú. Cây này đặt nguyên cây ha cô chú ha. Lùng lực ha cô chú. Chiều cao là 42 ha cô chú. Hoành thân là 60 ha cô chú. Đường kính bầu là 42 luôn ha. Lùng lực chi cành đều hết trơn ha cô chú. Cây này form này dễ sửa dễ chơi ha cô chú. Rồi cái mai chú thủy mã số 2 này xin giao lưu với cô chú mình giá là 4 triệu ha. Con bao phí ship toàn quốc ha cô chú. Mấy cây này già tại trồng thiên nhiên mà. Nhà có 1 cây, 2 cây, 1 cây, 2 cây trước cửa này chơi á. Rồi xin đổi cây luôn cô chú ơi. Tiếp theo mã số 3 ha cô chú, là cây phát tài lá sọc ha. Đầu năm đầu tháng mua phát tài về cho may mắn nha cô chú. Cây này nó nguyên một cây cũ đặc luôn nha cô chú. Ở ngoài cô chú nhìn nó lực dữ lắm nha cô chú. Hoành thân là 97 nha cô chú. 97 hoành ha. Chiều cao là 60 nha cô chú. Đường tính kính ngang là 60 nha cô chú. Cây này ngoài nhìn nó chạc nở bự dữ lắm. Nó liền lùng lực cây dữ lắm luôn. Phát tài lá sọc nha cô chú. Lá xanh sọc vàng ha. Cây con này cây sao con báo vậy ha cô chú ha. Rồi cây phát tài mã số 3 này xin giao lưu với cô chú mình giá 3 triệu ha. Con bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú. Giá 3 triệu ha. Rồi xin đổi cây luôn cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 4 nha cô chú, là cây mai trứng thủy lá nhỏ nha cô chú, lá kim ấy ha. Chiều cao là 1m7 nha cô chú. Tán ngang là 1m2 nha cô chú. 3 mâm 1 chốt. 3 mâm 1 chốt này mình làm thêm mình tỉa cái mâm trên nó ra, cái nữa là 5 mâm nè. Muốn chơi ngắn lại 3 mâm mình cắt ngang đó. Mai trắng thủy thì nó màu quá. Con đo tổng cái cụm nha cô chú là 91 nha cô chú. Chủ nhà ta tỉa cũng lâu năm nha cô chú, bằng ngọn hết ha. Này về mình bỏ vô cái chậu là mình chơi bông luôn ha cô chú. Khỏi cần chỉnh sửa gì nữa hết trơn ha. Rồi cây mai trứng thủy mã số 4 này xin giao lưu giá 5.500.000 hay cô chú. Con bao phí ship 200 cây ha. Tại cây này gói đi tàn không được xa hay cô chú. Tại vì con gửi ghép xe ha. Mấy cây này con gửi ghép xe cho cô chú về mình bỏ vô chậu chơi luôn, không có gói tàn được hay cô chú ha. Tàn rất là mịn luôn. Tàn mịn tỉa lâu năm ha. Tiếp theo mã số 5 hay cô chú, là cây khế ngọt ha, chiều cao 1m6 ha cô chú. Tay cành lên bú hết trơn ha cô chú ha. Có vẻ nhạo hồi xưa ha cô chú. Thầy vô lối chơi kiển hồi xưa của mấy ông lão ha cô chú. Là sửa cái phong này ha.
Rồi mình cắt mình chơi chứ cành lại ha cô chú. Hoành thân là 76 nha cô chú. Đế đặt ở trên heo chú ha. 24 giờ không chống mặt nào heo chú ha. Đường kính bầu là 1 mét thôi cô chú. Đường kính bầu 1 mét thôi cô chú ha. Rồi phôi thấy cái ngọt mã số 5 này xin giao lưu với cô chú mình giá 7 triệu ha. Con bao phí ship 300 km nha cô chú. Nặng quá lên bằng quay không nổi cô chú ơi. Tiếp theo mã số 6 luôn nha cô chú. Mã số 6 là cái ghế ngọt dán bằng trà hay cô chú, dán phóng nha. Người ta kêu bằng dán bay đó hay cô chú. Cây cái này có chiều cao là 2,5 m nha cô chú. Tán ngang tầm 2 m nha cô chú ha, từ cành hồi tới cành bay đó hay cô chú. Hoành thân cũng là 76 bạn ngay kia luôn ha cô chú ha. Đế lực đều ha, con mua xuống thêm ha cô chú ha. Em trồng cái form này cũng đẹp ha cô chú. Chân cành đọt chủ có luôn, cành hồi có luôn ha cô chú. Nó lợp dáng cong lắc tự nhiên ha cô chú ha. Thân già lên bú hết cô chú. Cái cây này tại vì hồi xưa chủ nhà nó cũng có chỉnh sửa nó lên bú bánh cam hết ha. Ta chơi theo lối cửa kiển xưa ha cô chú. Rồi con cắt lại ha. Rồi cái khế ngọt mã số 6 này xin giao lưu với cô chú mình giá 8 triệu ha. Con bao phí ship 300 cây ha. Nếu cô chú nào chốt cặp ha, thì liên hệ con giảm phí xe lại ha cô chú. Tiếp theo mã số 7 ha cô chú. Cũng là cây phôi khế ngọt ha cô chú ha. Chiều cao là 1,19 m nha cô chú. Hoành thân là 62 nha cô chú. Độ nôm đế là 55 ha. Dáng cũng quái cây lắm ha cô chú. Chân cành già ha. Cây này đường kính bầu 70 ha cô chú. Rồi phôi cái khế ngọt mã số 7 này xin giao lưu với cô chú mình là giá 7.500.000 ha. Còn bao phí ship cây này cũng bao toàn quốc cho cô chú mình dễ chơi luôn ha cô chú ha. Tại cây này cũng còn gửi bên dịch heo được ha cô chú. Rồi cây này cũng là cây cuối clip ha. Con xin chân thành cảm ơn cô chú đã xem clip ha. Chúc tất cả cô chú có thật nhiều sức khỏe, năm mới dồi dào sức khỏe cô chú.